Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều kênh giá rẻ nhé. Em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến bà con. Hôm nay Trần Anh lại tiếp tục cập nhật về một mẫu xe Gencha, một dòng xe thương hiệu rất là dễ thương đến từ Hàn Quốc nha. Máy chỉ có 1.5, mức độ tiêu hao nhiên liệu đâu đó 7 lít. Cô chú anh chị ạ, cảm biến dây chủ nhà vừa lên đẹp không? 61 Bình Dương 08107 nhá. Đây bà con này, hai cụm đèn mới tinh, ốp toàn bộ inox hết toàn diện rồi. Xe gia đình 100% sơn si, nước sơn bên ngoài, không có dấu hiệu trời xước đâu. Chủ nhà đã lên mâm đúc, mâm sao, năm cánh rồi. Vỏ còn khá mới 70%. Gầm bệ là từ phần bọng dè là rim nhá. Rim hết, không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới gầm đâu. Cọp chân của chú anh chị, nước sơn bên ngoài đẹp, bốn cánh cửa chủ nhà dán toàn bộ phim cách nhiệt màu đen hết rồi. Bốn vỏ mới nha cô chú anh chị nè, vỏ mới không đó, mẫu này thì đi sướng lắm. Nói chung chủ nhà cũng đầu tư lóc khóa rồi, đầy đủ các tính năng rồi, đăng kiểm mới luôn. Hai cụm đèn phía trước khá là mới nha, biểu tượng của Gencha anh chị. Hai cụm đèn nè sơn si đẹp, là không có dấu hiệu là chảy xước. Nói chung mấy cái mẫu này qua thời gian 5 tháng người ta có sơn dặm lại nha. Sơn rin em này còn ít, còn tầm 60% thôi cô chú anh chị ạ. Nhưng mà đổi lại em nó là một chiếc xe gia đình 100%, chủ nhà vừa đăng kiểm rồi, ngày 24 tháng 12 nè, dán toàn bộ phim cách nhiệt mới tinh. Anh cô chú anh chị coi từ phần kính là không có dấu hiệu là chảy xước trên chiếc xe đâu. Đây bà con, keo chỉ rin 100%, không có dịch vụ taxi. Keo nè, keo rin hết nha cô chú anh chị nha. Đó là mẫu xe đẹp bên Trần Anh đó. Anh chị thấy bên Trần Anh lấy xe về có đẹp không ạ? Đẹp thì đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh. Vô lăng mới tinh 207, đúng chuẩn xe gia đình luôn. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe, em này nguyên bản là ghế nỉ hết toàn bộ nha. Từ phần bao da, củ số, cần thắng tay là rin hết. Trang bị màn hình cam gia, ok chưa? Hai bên là sóng gần là không có dấu hiệu đâm va móp méo nè. Đây là phần nội thất phía trong là cô chú anh chị. Trần Anh thì không thích ngồi ghế nỉ, cô chú anh chị mà sau này mà có mua về bọc lại cái lớp da cho sạch sẽ xe nha. Và sóng gần cửa là không có đâm va móp méo nè. Anh chị coi lóc khóa cho em an toàn, keo nè, keo rim toàn tập hết 100% nha. Đó, xe chuẩn lắm, bốn vỏ mới nha cô chú anh chị. Từ cái phần bọng về là không có dấu hiệu đâm vai cứng đụng đâu. Đó, mà con mua về mà con chỉ việc chạy thôi. Trần Anh sẽ quay sát sáp lá cà cho cô chú anh chị coi nè. Coi bốn cánh keo chỉ của em nó như thế nào nè. Anh chị thấy chê keo không? Keo rin nguyên bản 100%, không dịch vụ nha. Từ những sóng gân cửa nè bà con coi nhé. Đẹp như thế này, chuẩn không? Đây cô chú anh chị nè, keo rin hết nè, rin hết toàn tập nha. Đây bà con, bước vô cái xe thơm lắm. Vô lăng đẹp không? Vô lăng đời 2007 nè, không một tí gọi là phai mờ luôn. Lóc khóa mở cửa tự động từ xe, lắc nhẹ chìa khóa là nổ máy rồi. Đi được 14.906 km rồi. Xe này là chả biết vì sao chắc người ta hạ đồng hồ rồi nha. Rồi, chất xe cọp lắm, màn hình đầy đủ cái tính năng máy lạnh này. Mở phát lạnh ngắt nha cô chú anh chị. Đồng hồ báo giờ, táp lô, táp bi của Gencha là không có dấu hiệu là khoan đục hoặc là chém đục. Thường thường mẫu Gencha taxi dịch vụ người ta khoan ở đây nè. Đó là người ta khoan một lỗ ở đây, hoặc là người ta khoan ở đây nha cô chú anh chị nha. Đó, xe này không có khoan đục dịch vụ gì đâu. Bao cam kết với cô chú anh chị 100% là xe gia đình. Vòng tu máy nổ đúng 0.9.000 vòng nè. Đèn còi đầy đủ các tính năng. Ở đây chúng ta có chế độ 4 cánh chân điện và chế độ lóc kính. Đây là phần cốp nè, côn ga số đẹp như thế này. Anh chị coi hai bên trụ là không có dấu hiệu là móp méo trên chiếc xe. Ok không? Đó, toàn mẫu xe đẹp không à. Cảm biến gear đầy đủ tính năng, màn hình camera gear. Ok chưa cô chú anh chị? Ở đây nó mất chữ Gencha nè, cô chú anh chị mua chữ che gắn vô nha. Nè, keo nè, keo rin toàn tập 100%. Nói chung về chủ nhà cũng bảo dưỡng kỹ, người ta cũng thay bốn cái bếp full nè, rồi thay bơm xăng nè. Đó, nhớt mới, bảo dưỡng xe ok. Em này nguyên bản là mâm sắt, được chủ nhà ốp chụp mâm toàn bộ rồi nha cô chú anh chị nha. Không có dấu tích là mục mọt. Đây là phần cốp nè cô chú anh chị nè, không có dấu hiệu là đâm va móp méo trên chiếc xe đâu. Cọp chưa? Đi mấy cái mẫu này cô chú anh chị yên tâm, ngoài trời thì đang mưa gió như thế này,
leo lên một chiếc ô tô, cô chú chở anh chị, gia đình chở người yêu đi chơi, rất là thoải mái nha. Có nắng có mưa thì chúng ta đã có ô tô rồi, ok chưa? Xe này còn thua con SH nữa. Được cái cọp lắm. Nắp capo nè, nắp capo là rin, sơn rin 100%. Trên nắp capo là không một tí và là chảy xước. Cô chú anh chị thấy đẹp không? Đó, toàn mẫu xe đẹp bên em không? Anh chị coi nè, cọp như thế này. Đây bà con nè, đó, nắp capo keo rin hết nha. Hai bên trụ đẹp như nhau nè. Và dàn trước nè, dàn trước là nguyên bản nguyên thủy luôn. Dầu trợ lực, trang bị bình 60A, bình khô. Hai bên là không có đâm pha móc méo trên chiếc xe đâu. Chủ nhà vừa thay 1, 2, 3, 4. Vừa thay 4 cái bếp full mới tinh. Ok chưa? Xe là không có dấu hiệu đổ hơi, không một tí đổ hơi. Cô chú anh chị, máy đi xe là lạng số rin nha cô chú anh chị nha. Máy đẹp lắm. Cục máy thế là ơi hỡi người ơi luôn. Đây bà con, hộp số của em nó là bao rin nè. Đây là hộp số nha. Hộp số là bao rin cho cô chú anh chị luôn. Anh chị coi từ cái mặt nắp cò, mặt nắp bút xoa chưa có dấu hiệu là mở ra đó là cô chú anh chị coi về những con tay đẹp như thế này. Đó là con coi kỹ nhá. Đó xe cọp không? Xài toàn bộ IC hết, toàn bộ nha. Cục máy là khá là êm ái, không cứng đục nè. Anh chị xem kỹ nha. Đây là xương ngang của em, nó là không có một tí cứng đục nha cô chú anh chị. Đó em quay chi tiết lắm rồi. Máy nè. Êm không? Nổ khá là êm. Đó là hàng cọp bên em đó. Bà con mua mẫu này alo cho em. Mẫu này vì chỉ coi xăng với lửa thôi, vậy thôi. Chứ ngoài ra máy móc có ổn định, đi đường dài ok lắm, không phải lo. Đây là gầm nè. Anh chị coi gầm nè. Áo gầm nguyên thủy của đời 2007. Cái bô rin nha. Bô rin của chú anh chị thấy mới không? Đinh bấm nè. Đó, 2007 mà chúng anh cứ tưởng là 2015 không? Cô chú anh chị coi gầm nè. Có chỗ đó mục mọt không? Ok chưa? Đó bà con đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Auto nha. Mẫu xe gia đình gốc nội luôn, 100% nguyên chất con bò cười. Là mẫu xe gia đình. Ok chưa cô chú anh chị? Em kết thúc chương trình tại nơi này nhé. Trần Anh xin see you and goodbye.